bao nhiêu tiền mà xã cấp làm này chị? Có 500 ngàn chị làm hết rồi. 500 thì làm hết 500. Trời ơi quá trời luôn này, ăn cả làng luôn. Khó quẹt hả? Tí hồi trưa khúc đó em về em mang về em chấm nha chị. Luộc bầu em chấm nha. Ê thơm, khỏi à. Ê đi đi. Wow. Thế là ban tổ chức của nhà văn hóa, tổ đội nhà văn hóa chúng ta làm xong thì chúng ta đứng ra chụp hình lại để làm cái hình tư liệu để cho hoạt động của nhà văn hóa luôn. À, kho quẹt nè. Không ăn gì đâu. Đi đâu đây? Theo sự quan sát của ban tổ chức thì các đội cái thời gian hiện tại thì cũng đã cơ bản hoàn thành một số các phần thi của mình. Tổ chức khác đang tổ chức cho chương trình diễn. Tại lại đi bé. Ông mắm đặc biệt không có ruồi. Món ăn nhà nấu. Thanh niên diễn ra 15 tháng 10, lương của vùng miền, chi phí nấu ăn là 500.000 đồng. Thứ hai, thời gian thực hiện là 60 phút, không tính thời gian chuẩn bị nguyên vật liệu, về nguyên liệu chế biến phải tươi sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các đội phải có bảng tiêu thực đơn, đơn giá mua sắm nguyên liệu, phụ liệu, gia vị, nguyên vật liệu có thể được làm sản xuất gia vị trước khi tham gia dự thi, không được sử dụng thức ăn nấu sẵn. Nếu vi phạm sẽ không được tính điểm và đội vi phạm sẽ bị loại khỏi hội thi. Thứ ba, phần trang trí vật liệu có thể được làm sản xuất gia vị trước khi tham gia dự thi, không được sử dụng thức ăn nấu sẵn. Nếu vi phạm sẽ không được tính điểm và đội vi phạm sẽ bị loại khỏi hội thi. Thứ ba, phần trang trí các món ăn. Đẹp, có bình hoa tươi, mỗi đội có 4 thành viên trực tiếp 3 người phụ, người nấu chín. Chính phải mang tạp để làm bếp. Thứ tư, các bàn dự thi có bảng tên đơn vị, các thành viên tham gia nấu ăn phải buộc. Vô vô bay ngồi không được, bữa nay là vậy, là em vô cùng chạy ngồi đi, bốn người rồi, rồi,
Sự đa về dụng cụ chế biến và ăn uống, những chạy xe trong toàn bộ khu vực tự nhiên của người. Ban tổ chức chuẩn bị bàn nấu ăn và hướng dẫn bố trí cho các đội thi theo vị trí được giám định trước. Lưu ý các đội phải giữ vệ sinh khu, khi nấu xong phải dọn vệ sinh khu vực phòng thi của mình. Kỷ niệm ngày dân vận của đảng 15 tháng 10, ngày thành lập hội nhân dân 15 tháng 10, ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, chi phí nấu ăn là 500.000 đồng. Thứ hai, thời gian thực hiện là 60 phút, không tính thời gian chuẩn bị nguyên vật liệu, về nguyên liệu chế biến và tươi sạch. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các đội phải có bảng kê thực đơn, đơn giá mua sắm nguyên liệu, phụ liệu, gia vị, nguyên vật liệu có thể được làm sản xuất gia vị trước khi tham gia dự ba người phụ, người nấu chính phải mang tạp về làm bếp. Thứ tư, các bàn dự thi có bảng tên đơn vị, các thành viên tham gia nấu ăn phải buộc phải mang số đeo, ban tổ chức cung cấp. Thứ năm, các đội tham gia hội thi tự lo về dụng cụ chế biến và nấu, giữ vệ sinh trong toàn bộ khu vực dự thi của đội mình. Lưu ý các đội phải giữ vệ sinh chung, khi nấu xong phải dọn vệ sinh khu vực phần thi của mình. Chúc các đội hoàn thành tốt phần thi của mình và đạt thành tích cao của giải. Trân trọng kính chúc. Tổ chức xin thông tin đến các đội thi về nội dung thi nấu ăn nhân kỷ niệm ngày dân vận của Đảng 15 tháng 10, ngày thành lập Hội Nông dân 14 tháng 10, ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15.